Xin chào các bạn, tôi tên là Hổ, sinh ra trong một gia đình có hai anh em và đây là em gái của tôi. Một cô gái trẻ trung nhưng không hề năng động. Và kế bên cô gái này là mẹ của tôi, người đàn bà quyền lực nhất gia đình này. Và cuối cùng là cô gái xinh đẹp có gu thời trang nhất nhà là vợ của tôi. Trời đất ơi, gì làm gì mà bữa nay đi ăn mặc cái kiểu gì kỳ cục vậy nè? Chuyện là hôm nay con đi tiệc của công ty. Công ty con hôm nay mở tiệc mừng những cái người mới lên chức. Trong đó có con đó mẹ. Cái nhà mình cứ ăn đi, khỏi chừa phần cho con. Ăn tiệc thì ăn tiệc, nhưng mà phải ăn mặc sao cho kín đáo một chút. Trời đất ơi, ăn mặc có hở hang giống như không có mặc áo. Rồi trên đeo cái dây xích giống như cái xích của con cuốn con vậy đó. Ha. Mẹ, chắc là vợ con chưa có kéo cái áo lên. Cái áo là nó như vậy nè, chứ không phải nằm vậy đâu. Đúng không? Kín đáo vậy có phải được không? Ủa sao vậy? Không, hình như cái áo này cái thời gian nó gu làng vậy chứ không phải kéo lên đâu, sai rồi đó. Trời ơi mẹ nhìn kìa. Cái vòng đeo cổ kìa, trông không có hợp với chị chút nào hết trơn á. Thà chị tháo ra cho em đeo chắc hợp hơn á. Bây giờ mẹ nhân danh chồng của con yêu cầu con cởi cái váy này ra, thay cái váy khác. Em nhân danh anh hai của em góp ý chị luôn là chị nên cởi cái váy đó ra và cởi luôn cái vòng đeo cổ ra, và tốt nhất là chị không đeo nữa, chị cho em. Quay gì mày? Anh quay là để sau này em rút kinh nghiệm không nên mặc những cái đồ hở hang này nữa, hiểu chưa? Dạ. Chồng ơi, gì? Bây giờ lên phòng phụ em chọn một đồ khác kín đáo hơn mặc để đi tiệc. Dạ. Thưa mẹ, con lên thay đồ. Lên trước đi. Đi lên trước đi. Vậy phải được không? Đi vô đây. Đi vô đây. Ngồi xuống. Bây giờ sao? Con nghe lời mẹ tôi thay đồ không? Hả? Anh à. Anh muốn em thay đồ. Anh muốn sao? Sao cũng được, em muốn sao thì nó là sao hả? Anh muốn sao? Anh nhìn mặt ra. Đừng có la, tôi quýnh là không được la. Thay đồ. Bây giờ sao? Cô liền quá vậy? Đi vậy? Anh nghe lời tôi. Anh im đi có được không? Làm gì la vậy? Bực có mình quá. Anh phải ra bộ la để mẹ không có nghĩ là em... Anh nhìn bộ đồ của em đi, em thấy rất là đẹp, rất là sang trọng, rất là hợp với em. Và đặc biệt hôm nay là em được thăng chức thì em mới đẹp chứ. Tự nhiên thôi, hết mẹ anh rồi tới em gái anh xỉa xói bộ đồ của em, bực cả mình quá. Ủa em nói sao kỳ vậy? Anh cũng thấy bộ đồ này đẹp vậy, anh cũng muốn em mặc bộ đồ hở hang vậy. Thậm chí cái áo này nó hở xuống thêm chút xíu nữa, nó vẫn đẹp. Tại vì mấy người ở nhà anh không có gu thẩm mỹ như em, cho nên người ta nói gì mặc kệ đi. Vậy tại sao hồi nãy lúc đứng dưới em nói khác hả? Thì mình có thương lượng với nhau rồi. Thương lượng gì? Nếu ở trong phòng anh phải là người nghe lời em, nhưng mà bước ra khỏi phòng em phải là người nghe lời anh. Bây giờ đối diện trước mẹ và em gái thì anh phải đóng vai là người đàn ông mạnh mẽ, lúc đó anh phải la em là đúng rồi. Em quên là hai vợ chồng mình đã phân chia ra rõ ràng địa bàn. Vậy bây giờ hai vợ chồng mình đang ở đâu vậy? Ở trong nhà. Nhà nào? Nhà của anh. Ừ, nhưng mà đang ở đâu nè? Phòng của mình. Ừ, phòng hai vợ chồng mình đúng không? Vậy thì đây là địa bàn của em đúng không? Đúng không? Đau quá, đừng có đánh nữa. Ôi, anh có nói gì đâu, anh đang binh em mà. Thôi mà. Em không muốn thay đồ. Bây giờ em thay đồ đi. Em không thay đồ. Thì em đừng có thay. Em không thay đồ. Nhưng mà em không thay đồ thì em đâu có ra khỏi nhà được. Em không thay đồ. Em muốn ra khỏi nhà. Ai? Gái có công thì chồng mới phụ. Cái lộn, gái có công thì chồng không có phụ. Sợ vợ hả? Không có chuyện đó đâu, đừng có tin. Nè, bây giờ mẹ nói con nghe nè, đừng có nói đâu xa. Trong gia đình mình nè, ngày xưa đó, khi mà ba con còn sống á, ổng là chủ gia đình, mà mẹ rất là nể sợ ổng. Nói chuyện với ổng á, là một mẹ cũng dạ, hai mẹ cũng thưa. Là để làm gì? Là giữ gìn cái nề nếp gia phong, con biết không?
Cái đó là mẹ nói giỡn thôi, chứ thật ra lúc mà ba còn sống á, ba có nói á, là ba sợ mẹ một phép luôn. Mẹ nói một là ba nghe một, không dám nói hai. Mà ba còn nói nữa, biết nói gì em biết không? Nói gì hả mình? Gia đình bên nội là có truyền thống sợ vợ, truyền từ đời ông sang đời cháu luôn á. Nè, con đừng có ăn nói cái chuyện như vậy không? Người đàn ông lúc nào cũng phải là chủ của cái gia đình. Người đàn bà là phải sợ chồng, biết chưa? Dạ. Dạ mẹ nói đúng rồi. Mẹ ơi, mẹ à, con xin mẹ nghía con tí xíu. Mẹ nhìn coi thử cái bộ đồ con nè à, đã đủ kín đáo chưa hả mẹ? Ừ, được á. Dạ, nếu mà mẹ nó nói bộ đồ con kín đáo rồi thì con xin phép. Ý, chị dâu hay là chị cho em cái sợi dây đeo cổ nha. Nha nha. Kiên trì ghê ha. Thôi, xin lỗi, nãy giờ không cho thì cũng kỳ. Ờ, nè, cứng, giữ đi. Ừ, đồ mắc tiền đó. Em biết ngay mà, chị dâu đi làm á, lương cao hơn anh hai gấp nhiều lần. Mua đồ như vậy á, mắc tiền đâu cần phải suy nghĩ đâu ha chị ha. Ừ. Chị cho đồ Út rồi, Út cũng thích rồi đúng không? Thì mai mốt làm ơn á, Út đừng có kiếm chuyện với chị nữa nha Út. Cái này không phải là kiếm chuyện đâu, mà là nhắc nhở. Là tại vì làm có nhiều tiền đó rồi mua sắm phung phí cho bản thân mình lắm. Cái này là mình phải nghĩ tới cái chung đó. Dạ thôi, nếu mẹ đã dạy vậy, mẹ thấy đồ con kính đáo rồi thì con xin phép con đi, con cũng trễ giờ rồi. Chồng ơi, ăn đi. Cuối cùng thì không ai chúc mừng em hết. Em đi nha, chồng vô tâm. Ủa vợ, chúc mừng cái gì? Hôm nay đâu phải sinh nhật của vợ đâu mà chúc mừng. Ủa mẹ, tự nhiên vợ con kêu chúc mừng là chúc mừng cái gì, con không biết chúc mừng cái gì luôn á mẹ. Mệt anh hai quá, thì chúc mừng cái vụ mà chị được thăng chức đó. Còn vụ gì nữa? Nó thăng chức thì mặc kệ nó chứ, mắc gì mình phải chúc mừng nó. Bây giờ nó ỉ hả? Nó mừng lương cao hơn chồng, nó vượt mặt chồng rồi, là nó còn không sợ chồng nữa, thì chúc mừng nó cái gì nữa hả? No rồi, không ăn nữa. Anh ráng một chút đi, ráng đi làm ơn đi mà. Sao cái lỗ nhỏ quá đút vô không được? Trời ơi, ráng nhét vô đi được chứ sao không được, cố lên. Trời ơi, ngay cái khớp á, cái khớp đi được. Làm gì vậy? Khó quá, từ từ. Được rồi. Trời ơi, bà làm gì vậy? Không có làm gì đâu, xuống đây chơi. Bạn tôi. Bạn của cô à? Chào. Ai vậy? Còn Tài đâu? Ô Tài, trời ơi, giờ này không Tài. Tài ở nhà. Tại vì tôi đi tiệc nè, xong xuôi cái đeo cái sợi dây chuyền, mà thích đeo sợi dây chuyền của tình cũ, sợ ông Tài ổng bị tổn thương, cho nên là mang ra đây đeo. Mà cứ đeo hoài giống như là đeo không có được. Đứng đây giờ người đi qua người đi lại đeo sợi dây chuyền giùm, mà cũng không có ai đeo. Cái tự nhiên cái xuất hiện từ xa xa một xoáy ca áo trắng, cho nên giờ ảnh. Nhưng mà làm gì nó bị kẹt hay sao nó đau. Tôi đã giúp cô đút vô được rồi, cài xong được rồi. Tôi đi ngang đây rồi cổ nhờ để đeo cộng dây chuyền giùm. Là hai người đeo dây chuyền. Dạ. Không quen biết nhau. Mà nghe âm thanh sống động lắm luôn. Ủa, ôi trời ơi, thành phố của mình đang mùa hè, sao chơi nguyên bộ đồ cô bé mùa đông vậy hả? Tôi mặc như vậy nè cho vừa lòng mẹ chồng với em chồng tôi. Sao? Hôm nay là công ty tôi có tiệc, tức là chúc mừng những người mà được thăng chức. Mà trong đó có tôi được thăng chức. Tôi diện một đầm rất là đẹp, hở vai tí xíu thôi, rất là hợp với cái không khí buổi tiệc. Vậy mà quyết định hả, đấu tranh rồi không cho mặc, bắt tôi phải thay cho được rồi. Thì tôi thay bộ này cho vừa lòng hai người đó. Trời ơi, tôi quên, tôi xin lỗi bà nha. Trời ơi, tôi chúc mừng nha Lam. Tôi tên Lam á. Lam ơi, chúc mừng Lam được thăng chức nha. Trời ơi, bà làm tôi cảm động quá à. Bà là bạn của tôi thôi, bà nghe tôi thăng chức bà còn vui còn nói câu chúc mừng. Còn nhà tôi hả? Mẹ chồng không quan tâm, em chồng không quan tâm, và đặc biệt chồng tôi không quan tâm, không nói được một câu chúc mừng tôi luôn. Tôi hiểu rồi, để tôi nói Sói Ca chia sẻ cho. Trời ơi, Sói Ca áo trắng, anh có suy nghĩ cô bé này đáng thương không vậy? Tôi không quen biết hai cô, nhưng cho phép tôi đưa ra quan điểm và đánh giá ý kiến của mình về cuộc nói chuyện này. Lịch sự quá. Theo quan điểm của tôi là như thế này. Nếu như xét về mặt là mẹ chồng của cô không quan tâm về việc cô được thăng chức
thì chuyện đó thì mình có thể bỏ qua được. Nhưng mà đối với riêng người chồng, mà người chồng không quan tâm đến người vợ về việc đó thì không thể nào chấp nhận được. Nếu mà tôi ở trong trường hợp đó thì tôi sẽ nói với vợ tôi như thế này: vợ ơi vợ à, làm ơn sợ anh nhé. Tôi xin phép lên trận dự tiệc. Bye bye, see you. Cảm ơn nha. Dễ thương quá. Vợ ơi vợ à, làm ơn sợ anh nhé. Vợ ơi vợ à, làm ơn sợ anh nhé.